Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Ngoại trưởng John Kerry đã điều trần trước Thượng viện hôm thứ Ba về kế hoạch tấn công hạn chế nhắm vào các mục tiêu quân sự của Syria. Ông Kerry nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng không còn bất kỳ nghi ngờ gì về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học vào tháng trước, giết chết hơn 1.400 người. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu nghi vấn về độ tin cậy của bằng chứng mà người Mỹ đang có. Tổng thống Obama đang ở Thụy Điển trong chuyến công du ngắn ra nước ngoài để tìm sự ủng hộ cho hành động quân sự ở Syria. Ông sẽ gặp gỡ một số nhà lãnh đạo trước khi đến Nga để dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế G20 tại St. Petersburg. Ariel Castro, người bị kết án 1.000 năm tù chung thân vào tháng trước ở bang Ohio vì giam cầm 3 phụ nữ trong hơn 10 năm, được tìm thấy đã chết trong xà lim vào hôm thứ Ba. Phiên tòa xét xử ông khiến cả nước kinh hoàng khi nghe lời khai chứng ông ta nhiều lần hãm hiếp và đánh đập 3 phụ nữ này như thế nào. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.